Đầu tiên bên Ấn Độ, kiếp đó là chị tái sinh vào một cái nhân vật nào vậy? À, công chúa Công chúa hả? Công à, chúa có nhà vua hả chị? của Có nhà công chúa vua chắc có võ thuật không chị? có võ chứ, Có võ hả? Có võ thôi chứ rồi đó, đâu có đánh phép đâu, có đánh phép không có không? đánh phép gì vậy, chỉ là dùng Võ kiếm thôi. kiếm à. Chắc kỳ còn nhớ không? Nhớ những cái võ thuật đó không? Có cũng nhớ chút ít Nhớ thôi. nhớ. Chị có thể ra bộ dài 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 động tác đó. Nhiều khi nói phải đi đôi với lại. Chào khán giả, hôm nay đã quay trở lại kênh YouTube của An Giang Lê Thanh. Thì hôm nay mình có giao duyên với chị Thắm trên kênh YouTube này đây, chia sẻ về những câu chuyện tâm linh. Thì chị có nói là có hồi ức lại những kiếp trước. Thì Lê Thanh cũng có quay những video vừa rồi, cũng có nhắc là chị là công chúa thứ ba tái kiếp. Thì chị có trải qua nhiều kiếp, thì đầu tiên là chị có thể chị chia sẻ một cái câu chuyện mà kiếp đầu tiên chị là ai và tái sinh ở đâu không chị? À, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Một kiếp đầu tiên á, là bên Ấn Độ, là nói chung á, thì ở bển á, là gian nan khổ lắm. Nói chung thì dân chúng á, không có biết cái gì đạo hết trơn. Dạ, như đầu tiên bên Ấn Độ kiếp đó là chị tái sinh vào một cái nhân vật nào vậy? À, công chúa Công chúa hả? Công à, chúa có nhà vua hả chị? của nhà vua. À, chị còn nhớ nhà vua nào, nhà vua gì không? Còn nhớ được Cho nhớ cái Ấn Độ thôi, không? cho nhớ trước vậy thôi. Cái sự việc đó như thế nào chị có thể kể cho khán giả nghe được không? Khi không ra trong đó đó, là công chúa là bên nước Ấn Độ, như là cha mẹ cũng như là hồi đó giặc chiến tranh đánh đó, đánh với nhau gì nè, rồi cái lần thất lạc đi, rồi cha mẹ tìm tìm con không có, rồi cái đưa cũng như là dân mà ở ngoài đó, cũng như là dân, nói chung là dân khi giữ không à, là dân là đen đúa rồi làm hùng tợn lắm, nhưng nó đem mình ra giữa chiến trường vậy nè, nó treo mà lên Như bắt chị ha, bắt á, bắt công chúa. bắt công chúa treo lên khánh giá vậy nè. À, tức là kẻ thù á. Kẻ thù bắt công chúa là cái kiếp của chị là tái kiếp ở Ấn Độ đó ha. Ấn Độ Nhưng mấy người đó là biết chị là công chúa không? biết. Biết ha. Cái năm đó là chị khoảng, chị còn nhớ chị khoảng bao nhiêu tuổi không? Và năm đó là có khoảng là 20 tuổi. 20 tuổi à, thời thì con gái thanh xuân ha. Nó đem mình ra, nó đưa mình ra như trò cười vậy, như treo cái thánh giá gì nè vậy đó, trò cười thiên hạ. Rồi sau đó nó hành hạ mình đủ thứ hết trơn, đau đớn lắm. Từ khi cái sự việc đó là chị đang ngồi ức lại nhớ lại rồi rồi có được giải cứu không chị? Rồi nữa sau nó có đâu có được giải cứu đâu, rồi nó đưa vô trong cái như cái lò bắt quái gì đó, nó đưa vô đó rồi nó thảy bia, Thiêu quá. nó thiêu đốt, rồi nó đủ đạn này kia đó, nó thảy trong đó nổ banh xác hết. Rồi Là cái hết cha hết một kiếp hết nữa đó. kiếp, rồi cha mẹ mấy lần cứu linh hồn của mình trở lại kiếp Trung Quốc. Thì trong cái kiếp ở Ấn Độ đó, chị là công chúa, Chúa là con của một nhà vua. nhà vua Thì trong cái thời điểm đó là chiến tranh ha. chiến tranh Chiến tranh cho nên kẻ thù nó bắt bắt gì ha, bắt như hành hạ nó tra hành tấn hạ tra tấn gì đó, ha. dùng nước bay nước bên kia á, là nó tranh đấu với nhau nè, nó tranh đấu với nhau đặng mà nó lấy ngôi vua đó. Cái này là chị nhớ nhớ lại mới đây hay là chị nhớ từ nhỏ vậy? Nhớ mới đây thôi, Mới thời gian này thời gian này thôi, ha. cũng cha mẹ suy chuyển gì đây cho nhớ được tất Giống cả, giống giống như mình ngồi thiền nhận điển vậy nhận ha. điển từ cha từ mẹ xuống Ở cho mình nhớ đâu trước lại. nhớ là mình nhớ lại hay là mình nằm mơ gì chị Thắm? Không, mình nhớ lại, Nhớ tự nhớ kêu cha mẹ cho mình nhớ ký ức lại. ha. Con kiếp trước vậy vậy đó, Tự nhiên trong đầu là trong mình nhớ thấy ra. ra, thấy ra nhớ vậy đó, cho mình thấy. Thì Như cái mấy kiếp qua con đã khổ nhiều rồi, con gán con tu đi, sau này con trở về cha với mẹ hả trời. Trong cái kiếp Ấn Độ đó chị còn nhớ những được những gì nữa không? Chị hãy kể cho khán giả. À, chung Ấn Độ thì nói chung thì nhớ, nhắc tới thì Tại sao?
nước mắt sẽ rơi, đau đớn thì... đau đớn lắm. Nên mình ra, nói chung là mình hầm hạ mình là trong trắng, mà hành hạ mình là không phải tưởng tượng nổi luôn, không phải tưởng tượng nổi luôn. Thế cái sự việc này chị có kể cho ai nghe chưa? Chưa. Chưa. Nhưng mà chị đâu có kể cho người nhà người thân nghe không luôn? Không luôn. Không chắc luôn. Có lẽ là không ta sợ không tin thì chị không tin. Có kể hả? Không kể. Thì trên YouTube của Lê Thanh thì quay những chuyện tâm linh thì khán giả cũng từng trải qua những sự việc tâm linh, và cũng có nhiều khán giả cũng hiểu tâm linh, cho nên chị cũng nói lên điều này trên kênh của Lê Thanh. Nói chung thì cũng lúc mà mới thành căn mình đâu có biết đâu. Yeah. Nhìn cũng nhớ như là băng tiểu đoàn á, nó vô tự thân xác của mình á, một từ người ra vậy đó. Từ người ra vậy đó. Ủa, tiểu đoàn, tiểu đoàn là sao đó? Tiểu đoàn các nó vong linh á, nó vô thân xác mình á. Chị à. Nó hành thân xác mình vậy đó. Là từ người vậy đó. Hồi đó như đó chiến tranh, như là bên Mỹ, bên Việt Nam mình đánh trận với nhau vậy đó. Yeah. Vậy đó, như là cộng quốc gia vậy đó. Như chị có phần căng đó, yeah. Phần này phần kia vô. Vô. Vô làm gì chị biết không? Nó vô cũng như nó hành thân xác mình, không cho mình ăn uống gì hết trơn á. Nằm như người là chết rồi vậy đó. Yeah. Mà đêm mà nói chuyện sầm sầm vậy đó. Hoài vậy đó. Rồi bây giờ hết không hay là bây còn? Bây giờ hết rồi. Hết à? Chị kể gì lúc trước ha. Hồi lúc mới hành đó. Cái thời chắc hành căn chắc khổ lắm hả chị? Khổ lắm, gian nan lắm. Thứ nhất là thường thường là người nhà không tin nè. Không có tin. Phải người nhà tin thì cũng đỡ ha. Như cái đầu anh em đồng đạo tới lại á, thấy nằm vậy cái súng này cầu an. Tưởng đâu sắp chết hả? Cũng không có ăn uống gì, nằm hoài, nằm như chết gì đó. Rồi súng này cầu an. An cái chợ đó sớm kiện nói quỷ ma là đó. Tức là quỷ ma nhập ha. Nên đem về nhà cậu, không cầu đâu, cậu ở giữa chợ. Lần cái quán cơm đó. Cái cầu đâu, cầu giữa chợ. Chữ dữ lắm. Cũng gắng trôi qua. Tại mình kiếp, mình biết cái kiếp mình vậy rồi không, cũng gắng mình trôi qua vậy thôi. Mình cũng gắng mình tu, sao này mình trở về cha với mẹ mình, tổ thầy mình thôi. Thì gần đây thì cha mẹ sẽ cho mình nhớ trước lại. Từ kiếp nào kiếp cha nào. Cha mẹ là ở trên ha. Ở trên nè. Cha trời mẹ đất. Cũng đang khôi phục, nhớ lại từ từ. Nhớ lại chuyện từng trước, kiếp trước con đầu thai lên đó, ở kiếp thứ hai con đầu thai bên đó. Như là mẹ cứu linh hồn mình trở về bên nước khác. Trước khi nó bả thiêu mình đó, là mẹ cứu linh hồn mình trở về nước khác, trở về nước khác là trở nước Việt Nam này. Con sẽ làm thành nhiệm vụ của con. Sau này mẹ sẽ cứu linh hồn của con đi. Cũng như có những lúc trước đó, có nhắc đến là chị là công chúa tái kiếp. Tái kiếp trở lại. Cũng có người ta nói mình nói dốc. Công đó. Chúa tái kiếp xuống khoai đẹp, hay giàu. Nhưng mà mỗi phần khác nhau. Phần nó khác nhau, đâu giống nhau được. Còn qua bên nước Trung Quốc á, thì nó nuôi mình ấy lắm. Tới vài giờ của nó đem mình vô trong rừng sâu. Cọp rú. Cái đó là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện thứ hai là bên Trung Quốc. Vậy là câu chuyện Ấn Độ còn gì nữa không? Nói chung bên Ấn Độ thì năm 19-20 tuổi, cha với mẹ cũng hồi đó mình cũng anh hùng lắm. Mình ra mình cũng đánh trận lắm. Nhưng mà bên kia nó thù, nó ghét mình á. Nó không, cũng nó chiếm đoạt cái miếng cái bên nước của mình á. Chiếm đoạt giang sơn á. Nhưng mà bên đây mình chống đối lại, mình chống lại cái mình chống không lại nó. Rồi nó đem mình ra giữa trường. Kẻ thù quá mạnh ha. Nó là anh hùng à. Như là công chúa chứ giả trai đi ra chiến đấu. Tức là công chúa nhưng mà cá tính ha. Cá tính là đàn ông. Lúc đó công chúa chắc có võ thật không chị? Có võ chứ. Có võ thôi chứ rồi đó, đâu có đánh phép đâu. Không đánh phép gì vậy, chỉ là dùng kiếm thôi. Kiếm à. Chắc chị còn nhớ không? Nhớ những cái võ thật đó không? Có, cũng nhớ chút ít thôi. Chị có thể ra bộ vài động tác thôi. Nhiều khi nói phải đi đôi với làm đó. Rồi chị làm vài động tác gì nhớ lại coi. Cho khán giả biết coi. Chị ngồi cũng được, không cần đứng.
Dạ. Ở đó ra bận đồ phục như đàn ông vậy Ừ. nè, chứ không phải như bên mình như nữ bây giờ đâu. Bác chắc mặc đồ đẹp đúng À, không? đẹp lắm, đi giả trang mà, Ừ. giả trang mà, trang cũng như mình ra chiến trận mình đánh thôi, Dạ. Cái này. chiến trận mình đánh mà, đi qua quân mình kéo quân rồi mình đánh đó, Dạ. mình đánh bên nước người ta, nên là mình đừng có chơi chiếm đoạt cái nước của Dạ. mình nghiêng ra mình đánh không có lợi, bên nó sức mạnh nó nhiều, thành ra phải đánh ra đánh Dạ. chặn, dùng phải dùng gươm Dạ, gớm á. đánh, chèo lên lưng ngựa phải đánh, đánh À. cũng như là xối xả luôn, luôn đến lạng đã hết. À. Lúc đó mình cũng có võ thuật. Có võ thuật như dùng kiếm thôi, Nhưng mà quân địch nó quá đông quá á. đông nhìn nó bao vây mình À, hết, cho nên bị thất thủ. thất thủ là nó Dạ. bắt mình về, nó đem mình ra là phát trường Dạ. dân chúng bên nó cho xem. Dạ. Thì cái câu chuyện chị kể thì cũng xót xa ha. Nhớ lại Thì cha mẹ cho mình nhớ thì trước lại đó, nhớ lại cũng đau đớn ha. đau đớn lắm, nhiều tiền kiếp mà lúc mình thành là mình đâu biết đâu, Dạ. giờ mình trở dụng tu rồi cha mẹ cho mình nhớ trước lại thôi, cố gắng mà mình lo là tu sao độ đời vậy thôi. Chắc mỗi lần chị nhớ lại những câu chuyện đó chắc cũng không cầm được nước mắt hay vậy. À, không cầm được nước mắt đâu, À, tại vì trước nó còn nằm ở trong trái tim mà, không. thì cha mẹ cho nhớ lúc mình ngồi mình tỉnh đó, là cha mẹ điểm cho mình nhớ lại tất cả Mình nhớ nhiều giờ tiền kiếp, mình thấy được cái cảnh cái vật đó. cảnh vật đó gì đó, ra trận mình đánh À. hoặc là mình công chúa ở nước nào, con làm những gì vậy đó. Tính ra chị tái kiếp là nhiều kiếp mà cũng chức vụ cũng lớn lớn luôn á. Ở Cũng đó như cũng như cầm gươm ra đánh, như à. nằm cũng như ngồi ngồi ở trên lưng ngựa đánh, giả trai mà, Dạ. giả trai đánh mà, ra chiến trường đánh mà, đánh như nó bao vây lại của mình, nên mình lính lính nhờ ít quá mình chịu không nổi rồi mình phải chịu trận thôi, là nó đem mình về, nó đem ra là nó làm cái thánh giá vậy nè, Dạ. đưa lên vậy Như đưa lên pháp nè, trường pháp vậy. trường vậy đó. Thì cũng như câu chuyện thứ nhất là chị thắm nhớ lại ký Bên ức Ấn là Độ, tái kiếp Ấn Độ. À, những câu chuyện thứ hai thì cũng tái kiếp ở Trung Quốc, Trung Quốc cũng là là một công công chúa, chúa. À, câu chuyện thứ ba thì tái kiếp hay dưới đất ở Việt Việt Nam. Nam là Thiên Bồng Yên Sói. Thì những clip sau Lê Thanh sẽ quay cho khán giả nghe, cũng như những cái câu chuyện mà chị thắm nhớ lại ký ức cũng như nhận điển và ở trên cho biết được. Cha mẹ cho biết gì À, thôi. thì chị Thắm sẽ kể cho khán giả nghe. Thì Lê Thanh sẽ khép lại cái video mà kiếp đầu tiên là bánh Ấn Ấn Độ Độ. đó. Thì Lê Thanh cũng xin chúc cho chị Thắm kiếp này ở Việt Nam được tu tập, được thành công, cũng như là chúc chị được nhiều sức khỏe, cố gắng vượt qua những cái lúc mà Thử thách hoạn thôi. nạn, thử thách và khó khăn. Dạ, Lê Thanh cũng xin cảm ơn khán giả đã dành thời gian để nghe một cái câu chuyện này. Thì câu chuyện này Lê Thanh cũng không có bịa đặt ra đâu, mà chị Thắm cũng vậy. Thì Thì nghe cha nói mẹ cho lại nhớ thì trước Lê lại thôi. Thanh muốn quay lại cho khán giả nghe và để tìm hiểu về những tâm linh huyền bí. Thì thôi, Lê Thanh sẽ khép lại video tại đây. Hẹn khán giả những video tiếp theo, gặp lại chị Thắm cũng như những câu chuyện tâm linh mà Lê Thanh quay được, những câu chuyện thật 100% với khán giả. Lê Thanh chào ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hãy bấm like, bấm đăng ký, bấm chuông để được theo dõi những video tiếp theo. Lê Thanh xin chào và hẹn tất cả các bạn một video tiếp theo.